trong cầu lông cổ tay cũng là một thứ rất quan trọng. Khi các bạn tăng lực được cổ tay thì lúc đấy các bạn đánh cầu lông cũng sẽ rất tốt. Vì thế đây là một bài tập mà các bạn có thể tập luyện tại nhà để tăng lực cổ tay.